Vũ Anh giới thiệu đến toàn thể mọi người một chiếc đồng hồ Polizot Tổng thống President. Đây là chiếc đồng hồ được thiết kế bởi cái bộ vỏ thép không rỉ mà vàng cao cấp size 38,5. Đây là chiếc đồng hồ mà sở hữu cái kính sapphire chống nước 3TM. Mặt số được thiết kế bởi những cái cọc số la mã rất là đẹp, và mặt số thì nó thiết kế rất là hài hòa ở nhiều cái góc độ với nhiều cái đồng vòng tròn đồng tâm. Ở ngoài cùng thì nó thiết kế cái gắn đá. Đây, nói chung là cái chiếc đồng hồ này nó thiết kế giữa cái sự mềm mại và cái sự mạnh mẽ kết hợp ở góc 3 giờ, đó là cái ô lịch ngày, giúp chúng ta có thể tiện lợi xem ngày tháng. Cái cọc số của em nó liên kết với cái bộ kim theo kiểu đầu người bút, cực kỳ là đẹp mắt luôn. Mặt sau của em nó thì đó là hình quốc huy của nước Nga, đại bàng hai đầu dập nổi, và cái mã số của đồng hồ 3909417. Đấy, và chiếc đồng hồ này thì được Vũ Anh phân phối trực tiếp từ nhà máy Polizot và mới nguyên 100%, bảo hành 1 năm 9 hàng, giá luôn là rẻ nhất thị trường. Và xin cảm ơn toàn thể mọi người.